Đây sòng bài, sòng bài, sòng bài. Sòng bài đây là trưởng sòng. Đây là trưởng sòng 90 tuổi. À, em bé này, em bé này cầm đầu nha, cầm đầu cờ bạc nha. Sao nãy giờ ta nãy giờ thắng thua vậy? Nãy giờ thắng thua. Hả? Nãy giờ thắng thua vậy? Trả tiền lại luôn. Lấy tiền vô nha. Lớn nhất là bà bảy sushi 90 tuổi và kế bên là Hùng Nguyễn 50 mấy tuổi đây à. Quỳnh Anh rồi kế nữa là vợ chồng, kế nữa là Winnie Lê à, Winnie Lê không nhớ Trạng. Và đây có em này chứng kiến, có sự chứng kiến của em cà pháo. Xin chào đi con, xin chào. Nói đi. Con xin chào. Con xin chào cả nhà, nói. Nè con xin chào cả nhà đi nè. Con xin chào cả nhà. Xin chào. Cả nhà khỏe không? Em muốn về chia tay khừ khừ. Nè con nói cho cả nhà khỏe không? Khỏe con. Con khỏe. Con khỏe. Chúc chúc mừng năm mới. Rồi bây giờ con ca một bài cho cả nhà nghe đi. Đây con ca một bài đi. Ca một bài đi, mẹ cháu lên ba đây nè. Đi. Mẹ nè nè ca đi pháo. Hồi nãy giờ mình ngủ một giấc luôn. Giật mình thức dậy mấy người đến đánh bài. La sùm trời đất ơi. Xong bài này ở tại Cồn Cát. Ca đi con, ca đi. Chào cả nhà. Con chào cả nhà. Ai? Thôi nào. Hả? Con nhảy đi. Rồi con dậy con nhảy đi. Đứng dậy nhảy đi. Rồi nhảy đi. Nhảy. Tên 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 tên. Mắt kiến hả? Rồi lấy mắt kiến đeo lên. Lấy mắt kiến đeo vô. Mùng 6 Tết gia đình Phương Linh lại lên. Để đây ngoài lấy mắt kiến ra nha. Rồi đeo lên. Thấy ba chân là khỏe rồi. Rồi nè, xe qua đây mắt kiến sao đâu. Rồi nhảy đi. Ủa hai chân chứ. Giờ mình đi một vòng nha. Đi một vòng xem giường. Xem giường của bà nội. Coi em nha, nè mấy đứa coi em nha. Mình quay cái đoạn clip ở quê. Ở Bến Tre, bên Cồn Cát, bây giờ về đây thì có bánh tét. Hồi nãy ăn cái lẩu rồi.
Cái lẩu mua ngon lắm quý vị. Lẩu mua ở quán 39 đường Lê Thị Hồng Gắm. Rất là ngon cái lẩu cá hồi. À, ngủ một giấc hai ơi. Ngủ một giấc vậy. Dạ dạ. Dạ dạ. Đây đu đủ bên ngoài vườn, chị hai đi hái vô. Đu đủ ở đây ngọt mặn nha quý vị, rất là ngon luôn. Chị hai đi hái đu đủ nè. Thấy thương không? Ở vườn cực thấy ghê không quý vị? Đây chị hai rất là giỏi. Chị hai rất là giỏi quý vị ơi. Cả mẫu đất hai ông bà mần tối ngày không có ở không. Bông hồng, bông hồng nhỏ cháu lòng, nhỏ cháu đi làm ngoài bệnh viện Nguyễn Chiểu, bệnh viện ngoài Bến Tre á. Đây bông hồng đẹp quá. Mai bưởi vừa rồi bị mấy cái nước mặn á, bưởi chết nhiều. Kỳ này anh hai thế nhãn vô, kỳ này anh hai trầm nhãn vô. Trời ơi bông hồng đẹp quá. Đây nữa nè, kinh ghê không. Đây một bông hồng nữa đây. Nhỏ cháu mình chưa có chồng, cũng còn nhỏ. Đây giỏi nha. Mai cả mẫu đất cho nên mình không thể đi nổi, chỉ vòng vòng ở gần nhà thôi. Đây mình quay cái nhà ở ngoài ha, ngoài đi nhìn vô. Đẹp không cái gì. Không biết có trái mít nào chín không ta? Để ngồi coi có trái mít nào chín không? Kêu anh hai hái đem bển ăn. Bờ sông. Ở trong vườn anh hai cũng có trồng cây gì quên rồi ta, tự nhiên không nhớ. Bơ Đà Lạt có trồng bơ nữa, không biết cây bơ còn không nữa. Trời ơi tre, đây tre mắt kiến bị mờ rồi. Mít còn non quá.
cây này cây gì con? Cái này cây gì mà anh hai anh không có chăm sóc? Chắc cỏ quá. Đây là bên hông nhà. Thôi đi ruồn ruồn xuống dưới hồi đi về mình ngán quá. Bye bye cả nhà, Linh chúc cho cả nhà luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc. Linh chỉ thích nhờ chúc 6 câu đó thôi. Bởi vì 6 câu đó với mình rất là khó. Cho nên Linh thích cho chúc mọi người luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc. Bye bye. Bye bye nha. Lưu lại kỷ niệm mình về quê. Tuy là mình chia tay chồng mình gần 30 năm rồi, nhưng mà về quê chồng thì bà dì chồng này cũng rất là thương mình, cho nên mình cũng quý dì lắm. Mang dì 90 tuổi rồi. Rồi hai lên bye bye nha. Chúc cả nhà bình yên, vượt qua cái đại dịch này, qua năm Nhâm Dần này không còn dịch nữa. Hôm nay là mùng 6 năm Nhâm Dần, cũng là ngày 6 Tây tháng 2 năm 2022.